tối. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Chào mọi người nhá. Thì hôm nay hai bố con cháu vừa đi chặt cỏ về các bạn. Vừa đi chặt cỏ làm cỏ về thì chả biết ăn cái gì. Hai bố con bảo xuống ao con trài xem được con cá nào không thì lên để làm bữa tối. Thì hai bố con đi vừa chặt cỏ vừa làm cỏ. Hết mùi rồi, không có gì nữa. Là hai bố con cứ điều là xuống ao là con cá xem nào. Gà thì còn với ngoài vườn thì còn bé quá. Có nhưng mà nói chung là lấy món thay đổi tí. Đổi món làm tí cá. Mà hôm nay lạnh này mà lạnh. Đánh hơi căng đấy. Trên bờ để con nuôi được con nào thì lấy con đấy, không dám xuống thì lạnh lắm. Hôm nay mà xuống này cũng chịu phép đấy. Xin phép đấy. Không đấy. Mẹ cháu thì đang đổ xôi đấy các bác ơi. Đang đổ xôi sẵn này. Xôi chứ. Xôi với cá nướng. Ui xôi gốc bố ạ. Xôi gốc à. Ui nhìn ngon chưa này. Hôm nay xôi gốc ngon chưa này các bác ơi. Cơm nếp với cá nướng là tuyệt vời rồi. Lấy cơm tẻo với cá náng đấy bố nhỉ. Ngon thế, hôm nay sao mà chế biến được cái món mà sao ngon thế. Nha. Để phạt đầu tiên đấy các bác nhá. Món chứ. Này là món. Ui. Rồi, thấy đồng đậy rồi. Hình như chài này không rách thì sao bố nhỉ? Chài này chài thùng mới mà. Tét chài mới à? Thấy đồng đậy rồi. Chài thùng mới. Ui. Các bác nhìn cái tăm của nó kìa, lên kìa. Đó mà may thì nó thoát thôi chứ còn không ấy được. Mà xuống này. Rồi con nào lấy con đấy dép như này ấy. Đồ con nào lấy đấy. Không xuống đâu. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Đổi món thì trong vườn có. Xem con nó không bố? Còn. Làm cái đấy thôi. Vẫn còn nghe thấy đồng đậy. Chắc phát đầu này cũng được mấy con ấy. Đấy bao nhiêu con ấy, bao nhiêu ấy. Nhìn quăng nó rộng mà. Đây kìa, ông kìa, ông bắt cá kìa. Không biết nó còn không? À đây. Ui. Con to rồi. Ui, ra mất rồi. Ra mất rồi. Còn mất con to rồi, ơi, hỏng vô. Ui, được nhiều cá chim kìa. Còn con bé thôi. Thôi thả hết con bé xuống đấy con to rồi. Ui. Ui. Ui phát đầu cũng được nhiều phết đấy chứ. Được. Ui con trôi. Trôi à? Trôi đen à? Trôi đen. Mẹ chim. Mẹ này mấy năm rồi đấy. Mẹ này là trôi được thôi. Ôi có con chám to thì tuột mất da rồi còn gì nữa. Được thế chứ. Đây còn mẹ. Còn mẹ với trôi với ấy. Cháu ơi có con cá của nó chung nhất. Cái này, trôi mình thả trôi bé tí này. Trôi cái đấy trôi trắng hả bố? Trôi trắng, thả cái này trôi đen. Trôi đen. Con này lấy thịt đi bố. Đỏ đi. Con này thả từ năm nào đấy, lâu lắm đấy. Phải đỏ đây này các bác ơi. Lấy cả con đấy nhưng mà phải lấy được một con to nữa. Đấy, phải lấy con to chứ. Nhà mình thả bao nhiêu cái con trôi đen này bố nhỉ? Đâu, không có thả trôi đen nó được. À, nó lẫn hả? Thôi. Đây, chim mới thả đây này các bác này. Chim mới thả đã bằng này này. Hơn bàn tay rồi đấy. Mới thả đấy. Cũng gần 5 lần rồi đấy, con đấy. Ui, cá mè này mà không cho xuống là nó... Tiền giống còn chưa giả. Đấy, vừa mới thả mà. Chưa giả tiền giống. Còn bán giống thì cho lên lấy tiền đây này. Ở chỗ đen thì lâu lắm rồi đấy. Đấy, và không nó chơi. Hay là nuôi cho nó lớn đó bố. Không. Nào, anh vào lấy chậu đấy. Con này phải lấy chậu. Mới lấy một con to nó thì... Anh vào lấy chậu. Chui đen. Mấy năm rồi bằng này đấy, hôm nay lấy thịt đấy. Đấy, nướng đấy. Xuống nhá. Nướng đấy. Xem còn dưới đấy. Đấy, trôi này, trôi cái này, trôi nhỏ mới thả này. Bé nhỉ. Chim mới thả này. Ấy con cá mè này bố. Ừ, cá mè cho xuống đi, không chết đấy. Mè lâu lắm, nó còn nhỏ. Không phải múc nó. Quá trời. Có con chấm thì chuột mất rồi. Được quá.
Phát đầu tiên này được nhiều phết đấy chứ. Nhiều chứ. Thôi cũng muốn xuống để bắt đây này. Muốn bắt cá. Ôi. Không bắt vào mặt tay để ý chứ ông bắt. Cái này chắc chắn là cá nó sôi này. Con trai con hiến này này nó già nó chết mà nó bỏ cái vỏ không này. To phết đấy chứ. Chết rồi. Nhiều lắm thì chưa chớm nhiều lắm. Cứ làm phát cứ để đấy con. Phát đầu thì nói chung là cũng được. Hôm nay lạnh không dám xuống chỉ lên quanh thôi. Lên quanh bữa ao thôi. Có con đồ con chám to lắm nhưng mà nó lại tuột nó dài rồi. Việc quá thì chứ. Phát đầu tiên. Phát đầu tiên được. Phát này được không nào? Ui sao thấy ui rồi. Sao thấy yên thế bố ơi. Nhưng mà trời lạnh không dám xuống thôi. Nếu mà xuống thì chắc được. Ui đấy. Không bao giờ đánh được cá chê nhỉ. Đồng đậy chắc là cá chim rồi. Ui ra mất rồi. Ấy. Ấy cá chim. Ui toàn cái nhỏ thôi. Toàn trôi với chim thôi. Đưa ra bố. Ui, được không? Có được con to gì cả biết còn không hay là dài rồi. Dài rồi lúc nãy. Ôi. Ôi làm được hai con cá chết. Ôi. Chép thôi. Ôi. Con chớm con chép to rồi. Ôi. Ôi. Chép nha, anh chép nha. Anh chép đi bố ơi. Thôi không phải làm đâu. Ui. Hai con luôn. Hai con. Ui. Này ăn chiếc chứ. Ôi. Ăn nhá, ăn con này. Ui. Ăn con này nhá. Còn cái này phải thả xuống nhá. Thôi thả nó làm giống bố ạ. Được cả chấm nhưng mà chấm lên để tuột ra rồi. Ui. Ui chấm to không bố? Được thì. Con nãy. Chấm to đấy. Ui. Chấm to đấy. Hay là để cho ấy nó làm ruốc nhờ. Cái gì? Làm ruốc cá cho nó khóc ấy. Ui như bắn cả vẫy lên rồi sao ấy. Thôi thả xuống đi. Thả xuống đi không? Thế làm thế nào thì làm được ấy. Này. Ôi, thả xuống vậy. Làm đi. Tiếc thế. Tiếc cái gì? Còn mấy con nữa bố nhỉ? Còn mấy con chép nữa nhỉ? Biết bao nhiêu nhiều đấy. Thân mình thả nhiều chép mà. Thả nhiều đấy. Có cái gì mà đỏ ấy. Ui, chấm nó tuột mất. Ui. Siêu to khổng lồ. Ui. To, to. Chưa. Chết chết luôn. Siêu chết thắp. Chậu bơi cho các xem nào. To phết đấy các bạn. Con này chắc 2 con. 2 cân rưỡi 3 cân nhỉ. Con này chắc phải được 3 cân thôi. Phi cơ bơi. Ui nó to phết đấy chứ. Tôi chắc khoảng cân luôn nhỉ. Ui giời. Cân. Chắc này 3 cân đấy. Hôm nay mình đi câu suối mà được con này nhờ. Khoảng 3 cân đấy. Con này các bạn. Con ngoài to hơn hay con trong chậu to hơn đấy bố? Con chậu nhỏ hơn. Con đấy thì lại làm con đấy với con trôi này, con trôi đen này. Phải trôi đen chính đấy nhỉ. Chính gốc. Cái này lâu lắm rồi đấy, nó mới bằng đấy. Nhưng mà vảy nó đỏ sao chứ? Nó đen, vảy nó đen. Thế nó có một chỗ đỏ cho bụng này bố. Ui giời, ui giời, ui giời. Rửa đi đã. Rửa. Hôm nay là cơm tẻo với cá chém nắng nha các bạn nha. Cơm tiểu hay chấm nắng hay thử cân xem đó bố. Cân cho nó chắc chắn nhỉ. Bốn cân làm tí cân thôi nè. Để bên trong thôi bố. Nhỏ cũng nhớ. Nào. Hơn 2 cân, 2 cân dưới. Trời. Dưới. Đói. Đây có anh chị cháu vừa vào đấy các bạn. Cậu mua thêm mà. Tí à. Thiết kế con vịt của nó quá đẹp. Nó kim na đúng không? Trắng trắng đẹp luôn anh nhở. Đây con trên con vịt này. Con nhìn ngon thế. Con vịt này thả sông đấy. Thấy bản con này không? Hai được hai con chép. Ui nhìn cái con cá chép đen hay cái gì đấy.
chui đen. Giống cá chép thế nhở? Chui đen. Nên làm con này nướng để ăn mới không biết. Ơi, sao mà ngon như thế? Thèm thế. Con kéo với cá chép nướng. Đây chị cháu đang nhặt rau các bác nhá. Nhặt rau để nướng lẩu. Đây làm lẩu à chị, làm cá lẩu à? Ừ, vào cuốn nấu cái đầu cá cả đấy. Cá nướng còn lẩu để ăn. Ngon chứ. Rét rét như này, thay đổi rét 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 này phải làm mà nồi lẩu cho nó ấm bụng chứ. Có cá nướng, có lẩu, không lo. Ngon lắm, có rau cải đồng này, ngon này. Cải đồng cơ. Đây rau má này các bác. Nấm, nấm với rau gì đây chị? Rau cải xoong, cải gì á? Được rồi, cải thìa à? Đúng không? Chị không biết cải gì. Cứ thế rau cải là mua thôi. Chính chiếc đậu là kia tí nó mới rửa. Rau má này cũng ngon thèm. Cái này ui, làm với cái bông ngô này nướng bông ngô ngọt quá trời. Cho nó nướng quá. Ngô ngọt này nhúng lẩu đi cho vào nướng quá. Xem cơm xem các bác nha. Ui. Này chín rồi đấy. Ngày chắc mẹ vừa đảo rồi. Làm thử luôn. Chuẩn bị chín vậy. Bác xuống đi để ấy. Ừ, đỏ đi đấy. Đỏ còn, đi các bạn. Còn đấy không chơi hết đâu. Còn mẹ bà con màu trắng. Còn màu trắng. Nhìn làm loại hai màu cơ bác nhỉ. Đỏ có hết. Lúc sáng bảo thấy bà ngoài gọi bảo là ăn xôi gấc. Nói dê, đã ăn xôi gấc rồi. Này được mấy bác ngô ngồi xung quanh như này nha. Nướng thì. Lúc chị Điền Đạo là bẻ nhưng mà đi vào thấy tối rồi bà thôi đừng xuống. Đâu, đâu. Ở đâu? Bữa của nhà bà Tân ấy, ngay chỗ đường Bắc Nam xuống. Ô, sao mà lại gối lên như thế này ấy nhỉ? Đây, xôi gấc chín rồi các bác ơi. Rất là hấp dẫn. Đây, đang nướng cá các bác nhá. Cá nướng, nướng cá. Lửa đang tốt đây này, đang vừa bắt đầu vừa đạt lên thôi. Vừa đặt lên để cho nó ấy thôi. Mới đặt lên luôn hả bố? Vừa đặt lên đây đấy. Cho nó nóng dần trong cái đồng lật. Lật từng tí. Cái này chỉ ướp muối trắng thôi hả bố? Muối trắng thì chỉ ngơi cái này, cá này ướp như thế nướng nó mới ngon. Mình không ướp nhiều thứ. Cái này đúng như ngày xưa đấy nhỉ? Cơm nếp với cá chép nướng, đúng cá chép nướng đấy. Cá chép nướng ngày xưa chỉ có muối thôi, không có gì. Còn không có cả mì chín ấy. Cơm tẻo với cá nắng đấy. Cơm tẻo với cá chấm nắng. Thật sướng, cơm tẻo cá nướng. Cơm tẻo cá chấm nướng. Làm con trôi đen. Trôi đen, ui con này lâu lắm rồi đấy, mình nuôi lâu lắm rồi. Già đấy con này. Con này lâu lắm nó rồi, bắt nó rồi. Lâu lắm nó mới to như thế này đấy. Anh bắt cây ghế đen ngâu, cho em về. Thàn thì bây giờ đang tốt đây. Than đỏ hồng luôn. Than đang tốt. Cho lui về cái này cho nó ấy. Ui, sắp chín rồi các bác ơi. Chắc chín rồi á. Em phẳng ươm này. Nó hơi cháy cái vảy nó một tí. Rồi. Ngon đấy. Ê xà, các bạn nhìn ngon chưa đây? Hấp dẫn. Đây chín rồi đó bố nha. Chín rồi, để cho nó thật nhiều đi đó. Cái này là chỉ cháy cái vảy nó thôi. Cái vảy nó thì như thế chứ, nó chín rồi chứ. Lửa nó tốt cho nên là cái vảy nó ấy chứ. Cho thêm lửa vào cho nó thoải mái đi. Than đi đây, đang tốt, lửa đang tốt. Đây vịt các bác nha. Béo đấy, ui béo như bố nha. Béo lắm.
Rồi, để cho nó sôi nó chín đã. Bắt đầu sôi. Tí nữa. Anh đang băm bổi để chuẩn bị đánh tiết canh các bác nhá. Đây làm cả tiết canh vịt. Cú lông này ăn tiết canh vịt rồi đấy. Để băm xong rồi để nguội đây nhỉ. Cho tiết vào cây chín luôn đi. Đến lúc là đánh luôn cả cái lòng này là luôn này. Bắt cả cái luôn này. Cả ruột, cả mè, biết cái thứ này. Đấy, 4 bát độ được không anh? 5 bát rồi. Tiết nhiều lắm. Nhiều tiết. Con này là nhiều tiết à? Đấy, 5 bát được đấy. Chia 5 đường. Chia đi. Đây hạt dổi các bác nhá. Nước hạt dổi chuẩn bị đánh, thơm lắm. Quá ngon, tuyệt vời đấy. Bánh 5 bát vừa đấy anh nhỉ. Được nước mắm. Này nước mắm với nước lọc. Cái váng nó. Hôm nay hám bằng đi cả tiết rồi bố ạ. Không, nó nhị ra một tí vậy. Hôm nay hám bằng nước mắm. Chứ không 19 không. Hám nước mắm có khi chắc hơn đấy. Hám nước mắm. Đi cả tiết rồi bố. Không, nó ra bớt cái bên trên đi mà. Mình giót làm gì mà nó trả ra được ít mà nó cho nó hết cái váng cái nước ở trên váng nước mắm đây các bác có thể thấy là cái váng nó vàng nước mắm với nước lọc. Bây giờ chọn bắt đầu đánh các bác nhé. Lâu ngày làm cái món tiết canh lâu ngày lắm lâu ngày lắm đấy. Cái này là mấy nước thưa bố? Chín vào một dưới nước tiết nó không mặn lắm nhỉ. Bình thường. Đánh ăn mát. Cái vịt với ngan này chỉ có mát thôi. Ngọt nữa. Mát mà nó ngọt mà. Tiết vịt là ngon hơn tiết ngan đấy. Còn cái lợn nên nó mặn. Được mấy bát đấy chứ. 5 bát thì đang tính 5 bát mà. Bình thường. Tuyệt vời đấy nhỉ. 3 chỉ ngọt thế. Ui, không đủ rồi. Này được thêm 1 đến 2 bát nữa là vừa bố nhỉ. Thoải mái, thì mình vừa thôi. 1 đến 2 bát nữa là đẹp. Luôn. Rồi cứ để đây đấy. Đừng đông nó, đừng có vội đồng của nó. Không, nó sợ nó là không đông cho. Nghe con vịt đấy các bác ơi. Ui. Cái thịt nó đây này. Cái phần thịt này. Quá xịn sò luôn nhé, đặc cấp luôn này. Thịt quá dễ. Wow. Ui. Ui. Phần này phần ức à? Đói. Cái đùi ấy. Cứ nhìn xuống anh nhá. Quá xương rồi. Cái này được. Cánh này. Nguyên phần cánh này. Dạ mà. Ừ, cá được rồi đấy các bác ơi. Dò. Nặng không anh ơi? Ui dò. Này phải mấy bàn tay ấy chứ. Ui, cá chém gần 3 cân ấy chứ đà. Nhưng mà cá chém này gần 3 cân nhưng mà nhìn to bố nhỉ. To hơn mấy cá kia nhiều ấy. Cá này nó to bản. Cái phần ngang bề ngang này nó to ấy các bạn. To. Ngon chưa?
Băm thì cho chậm nhỉ. Thôi xin mời tất cả các bác cùng dùng bữa với gia đình cháu nhá. Mười cả nhà mười cơm. Mười người nhá. Mười nhá. Thế hôm nay cũng đi chặt cỏ về hôm biết kiếm gì xuống ao làm được hai con cá. Trong đó là con vào này kiếm được con vịt ngon này béo ngon lắm rồi đấy, đấy làm được. Mấy bắt cây này. Con mời bố mẹ nhá. Đấy mời ba nhá. Mời mọi người nhá. Mời về nhà. Chà chà. Còn thế. Được đấy. Thì cái nồi lẩu này nha. Cái này lẩu vịt đấy, là chỉ lấy mà muối cái vịt vịt này. Lấy muối nước dùng để làm nước lẩu đó, còn để nhúng rau thôi. Làm thế nhỉ? Thử ngay cái thịt vịt này xem nào. Đúng không? Làm được không? Nhìn như cái thịt lợn đấy nhở. Ui ui. Nhìn như cái trâu ấy. Nhìn như thế này. Đây xin mời các bác nhá. Nhìn như thịt lợn này. Làm cái chỗ béo này đó. Cái thịt trâu thịt bò này nó đỏ đấy, thế. Mọi người nhá. Chơi chỗ béo này đấy. Béo em xuống. Ui ngon lắm bố ạ. Thịt màu. Ui. Ui. Thôi chào rồi chào. Giảm 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 đi. Cơ hai một tay nè, tôi ăn một gói. Ừ. Làm cái này, làm cái béo này thôi. Tay lờ để mọi người nha. Không, đi mấy ai nhầm. Nó cứ đi đây quay đó bác. Chị đó nhìn, nó đang đang băm. Thế lâu cây đâu nhỉ? Cầm muốn ăn kéo á. Mới ăn kéo đi, trong khi là lấy thế. Cái đấy dính lắm. Có cái đấy thì lấy đấy thì... Tiết canh các bạn. Đấy, cái này dâu cây nó nhẹ chứ. Đổi gì? Có gì? Muốn bỏ cả tí sa tế cũng mua dưới đấy thôi. Nó sa tế có. Đây có anh cháu bởi đi. Ây, giảm đi. Công việc về các bạn. Đấy, cái này mỗi này hơi khó nhỉ. Ông có thể nhắc cái chỗ cả. Không, không, không. Kiểu gì, nhắc lên. Đặt theo như này đi. Được, được, được. Rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đi. Ăn dâu chưa thì bỏ vào. Nghe là hay là vịt đấy. Anh em các bác chưa quên được. Ui, béo lắm. Đây là cái đồ rau xuống đây đâu. Thì quá dày. Thịt vịt mà như thịt trâu anh nhỉ. Cái cổ nó rụt như này này. Rồi, ông béo thì bảo đấy nhá. Nhiều thịt. Mấy cân. Cứ ăn sôi nó không mệt lắm, sôi lên cho ngon nhá. 4 cân vẫn còn bé, còn to hơn đấy. Còn bún thả đuối không đấy. Tí nữa mẹ lấy bún cho. Đi tìm cái nhỉ. Ăn bún là căn nào ơi. Cứ ăn sushi kiên chiên đi. Super. Dưới trong nhỏ ấy. Chân nuôi. Trắng không? Không đi trắng trắng. Nó sạch xe lắm, thả dưới sông ấy. Cái lông nó mượt, anh Ngân bảo là đây không phải gì đâu, em xuống xem cái bầy cái ngai. Cảm sạch nó mượt lắm hả? Đúng rồi, nó chả hơi phong rồi đi. Nó tắm được suốt, nó sạch. Nó không hôi. Và đây ngoài trong lông nó trắng tinh luôn. Nó sạch, nó không hôi. Cái bụng nó mà không bẩn, nó trắng tinh luôn. Lông nó mượt, nó mượt như thế. Nó trắng tinh như kiểu, ơi, nó rửa tóc, nó rửa tóc. Đi xem cái này. Đấy, đông đấy, đông đấy. Từ từ, năng đông thì xem ra. Xem tích canh đông như nào. Sắp sắp chiến rồi đấy. Hôm nay là đánh hơi lỗi các bạn, cho nên là chả có gì. Nó chưa nổi này đúng không? Chết. Lạnh quá đấy. Đông rồi. Đông đông rồi nhưng mà kịp đông. Hình như bố cán chưa hết cái nước mắm hay sao ấy. 5-10 phút nữa. Đấy con đấy chưa. 5-10 phút nữa là đẹp. Đấy con đấy. Nước đẹp thoải mái. Đi đâu đi đâu không? Vừa vừa. Chẳng luôn cái cá đi bố ơi, xem thịt nó có dài như lời đồn không nào. Bố làm cả cái này. Sao nhỉ, đấy, đấy mâm lên nhá. Chắc là con sẽ vào đây, mời mọi người nhá. Ui, hình như là cũng dài đấy. Dài. Cá lâu nằm rồi ấy. Dài đi dài đấy. Cá nối lâu nằm. Cá có dâu gì đây này, cho. Đây, có dâu thật đây này. Có dâu thật mà đây này. Cái con này lâu nhưng mà chưa lâu bằng cái con cái chuôi đen này. Con này lâu lắm đấy. Chuôi đen này là thả lâu lắm thì thả được cái được con mét tí ngón tay nó lớn được một con. Mà bây giờ nó to rồi đấy đấy. Thì chắc là dài nhất trong ao đấy bố nhỉ. Con này chắc là dài nhất trong ao đấy. Nhưng mà nó không to lắm nhỉ. 2,5 cân lúc ông cân là 2,5 cân. Cũng gần 3 cân đấy.
cháu cũng phải thử cái thịt cái xuống thì không phải thoải mái luôn. Thì xin mời các bác nha, không gặp được nhiều các bạn. Thịt nó dai nhờ, thịt nó dai đấy, lâu rồi đấy, lâu thực cẩm. Đây con bị nhiều quá, nó không ăn được gì đâu. Để thêm bên đấy thôi. Chờ nhau nhá. Hơi muộn đấy chú ạ. Không có muộn đâu. Nóng. Làm luôn cái cho nó nóng chưa? Thì vịt là con về nó làm được con vịt về thì làm với cái cành. Tất cả nhà nhá. Mẹ có rồi. Mời cả nhà nhá. Đây còn quá. Còn cá này, cá gì ao. Mẹ có rồi. Cái cài toàn món mà không hẹn nhau thôi chú ạ. Có nhỉ? Có rồi mẹ. Mỗi người muốn ăn một kiểu. Lấy đi. Nhau đây này, thịt mịn mà trong như thịt lợn đấy, thái đấy. Rau đường đấy luôn. Cho cái dầu máu mà ăn bố cho nó mát. Với anh em nhá. Lại như này ăn lẩu thì đấy làm gì lẩu được đấy. Này lạnh lẩu nhưng mà lẩu không có cái gì, chỉ có dâu chấm với nước dùng thôi chứ không có không có gì đâu. Ăn lẩu thôi, để ăn dâu. Đi làm về muộn trốn không có mùi gì để làm con cá nó ăn thôi, nhưng các quan lại kiếm thêm mùi. Ăn nên thì ăn ở trong ấy thôi, còn cái này là chỉ có đúng dâu để đấy thôi. Cái này, lẩu này là ăn vô sóng thôi, còn mình ăn là ăn cái trong này. Mấy cái gì? À, này cho nó sống đây là. Ừ, vị to. Ui giời, cái dầu mái kìa chị. Bốn con. Khoa. Dạ. Ăn lông ạ. Ừ, mãi đi thôi. Thôi đây. Không muốn mới chán. Anh muốn chờ thịt trâu luôn đấy. Lấy đi chứ. Điều chờ thịt trâu. Cái này mà có cái dao này, cái dao này đâu? Trên bàn thôi à? Cái này mà thái ra mà xào xả ớt đấy nhở? Cái vịt này. Thì được nhiều đấy. Thịt trâu. Cái này xung hết đấy nhở? Chúng xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con cháu nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác nhá.